Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần giải trí Sang Vàng, đơn vị nắm bản quyền 10 cuộc thi sắc đẹp quốc tế vừa công bố người đẹp Nguyễn Thị Diệu Thụy, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017 sẽ là đại diện chính thức của Việt Nam tham dự cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế của năm Miss Tourism Queen of the Year International 2017. Năm nay, cuộc thi được tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 3 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12. Cảm xúc của Thùy đầu tiên khi mà Thùy được nhận tin là mình sẽ tham gia một cuộc thi lớn như vậy thì Thùy rất là hào hứng. Thùy đi tập các quốc nè, rồi học thần thái và cũng như là chuẩn bị trang phục rất là kỹ để có thể có một hành trang tốt đi qua nước bạn.